Hello các bạn, trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức bảo vệ tài khoản Gmail. Thì bạn nhấn vào cái biểu tượng cài đặt. Đấy. Thế thì đây là cái tài khoản Gmail của bạn, và phần đầu tiên là bạn hãy kiểm tra bảo mật bằng cách nhấn vào nút bắt đầu để kiểm tra bảo mật. Đấy. Thế đầu tiên là số điện thoại và email khôi phục tài khoản nếu có vấn đề. Thì bạn kiểm tra lại xem đúng hay chưa. Đấy, nếu đúng rồi thì bạn nhấn vào cái nút có vẻ đúng. Đấy. Tiếp theo là kiểm tra xem là quyền đối với tài khoản của bạn bằng cách là kiểm tra các cái chương trình ứng dụng, xem là bạn cài đặt đấy nó có những quyền gì đối với tài khoản của bạn. Đấy, bạn phải kiểm tra kỹ phần vấn đề này. Rất nhiều các chương trình ứng dụng có quyền trên tài khoản của bạn. Tiếp theo là đến vấn đề về đăng nhập vào tài khoản. Thế thì bạn nên là vấn đề về mật khẩu thì bạn cần đặt một cái mật khẩu nó mạnh. Mạnh tức là nó phải bao gồm cả chữ thường, chữ hoa và số, hoặc là chữ thường, số, ký tự đặc biệt, và phải có độ dài ít nhất là 8 ký tự. 8 ký tự trở lên. Đấy. Thế ở đây thì mình có một cái trang web mà giúp các bạn có thể là kiểm tra được cái độ mạnh của mật khẩu. Đấy. Đó là trang web là How Secure is My Password. Đấy, bạn có thể nhập cái mật khẩu. Tất nhiên là không nên nhập mật khẩu thật của mình ở đây, mà là nhập mật khẩu gần gần giống như mật khẩu của bạn thôi. Và để xem là cái thời gian để phá mật khẩu này mất bao lâu. Nếu cái kẻ tấn công muốn phá, các bạn thấy là mật khẩu mà dài, khó thì mất rất lâu. Còn những mật khẩu dễ nó chỉ mất vài giây, một vài phút là phá được rồi. Đấy, cho nên các bạn lưu ý là phải đặt mật khẩu mạnh. Cái thứ hai nữa là phải định kỳ đổi mật khẩu, ví dụ như là 6 tháng một lần đổi mật khẩu. Bước tiếp theo là xác minh hai bước, tức là ngoài khi bạn muốn đăng nhập bạn phải sử dụng cả mật khẩu và cả điện thoại. Đấy, tất nhiên là sẽ các bạn bảo như thế bất tiện quá. Thì tất nhiên là nếu mà với những cái máy mà bạn đang dùng thường xuyên thì nó sẽ không cần bạn phải nhập mật khẩu liên tục, nhập cái mã xác thực trên điện thoại liên tục, mà phải sau một tháng. Sau một tháng thì nó mới bắt bạn nhập lại cái mã xác thực một lần thôi. Đấy, với những cái máy mà bạn dùng thường xuyên, máy cá nhân của bạn ấy. Đấy. Còn với những cái máy mới thì chắc chắn nó sẽ yêu cầu bạn phải xác thực rồi. Hoặc là những cái kẻ tấn công mà biết được mật khẩu của bạn nhưng sẽ không thể vào được vì không có mã xác thực. Đấy. Cái phần thứ hai đó là các cái thông tin cá nhân và bảo mật. Thì bạn hãy xem toàn bộ những cái tên, email, điện thoại, ngày sinh, năm sinh của bạn. Bạn hãy chỉnh sửa các cái thông tin này. Đấy, theo cái mà bạn cho chính xác. Đấy. Rồi đấy là một số các cái bước cài đặt điển hình. Chúc các bạn thành công.